Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị cho kênh của Tony sáng thứ hai ngày 29 tháng 5 năm 2023. Chúc quý vị một tuần lễ mới an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Thứ hai là ngày đầu tuần, em ráng cố gắng chăm ngoan, hy vọng chúng ta ngày nào cũng là ngày thứ hai quý vị ơi. Rồi, trong cái phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Một cái tuyên bố có thể nói là làm cho chú Boris nổi da gà lạnh người từ Tổng thống Bush. Nội dung thứ hai, cảnh báo người Việt ở Mỹ coi chừng bị hầu tòa, coi chừng bị trả giá vì đã có cái lực mới rồi quý vị ơi. Nội dung thứ ba, Trung Cộng tiếp tục dội gáo nước sôi vào mặt chú Bảy của chúng ta, vào nước Mỹ, vì sao, tại sao? Và nội dung cuối cùng liên quan tới một cái cam kết mà Thủ tướng Đức mới vừa tuyên bố sẽ làm cho chú Boris ăn không ngon, ngủ không yên. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi cũng như thường lệ. Please, nếu thấy thông tin hay, bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem. Và quý vị nào, bà con, cô, chú, bác nào chưa đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Tony Lê và channel thì please bấm nút đăng ký nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, chiến sự tại Ukraine. Cũng như chúng ta đã biết, cái cuộc chiến này nó đã đi vào cái năm thứ hai. Và trong suốt một năm mấy vừa qua, chú Boris, người đứng đầu đất nước Nga, chưa đạt được cái mục gì mà chú đã đề xuất ra. Ok, bây giờ đổi ngược lại, nước Nga đã lâm vào cảnh cô lập vòng quanh trái đất này. Và 123 quốc gia đang rình rập chú Boris, cả luôn nước châu Phi mà còn cấm chú Boris đặt chân lên cái lãnh thổ của họ. Rồi đây chưa hết đâu quý vị. Ồ ạt đồ chơi của Mỹ, NATO tầm xa, tầm trung, tầm ngắn gì, bây giờ nó đang ồ ạt tiến vào trong tay của quân đội Ukraine. Cho nên chú Boris chuẩn bị nhận một cái sự phản công rầm rộ từ phía Ukraine. Rồi chưa hết, vào ngày hôm qua đây, một cái tuyên bố từ cựu tổng thống của đất nước Mỹ mà làm cho chú Boris sẽ lạnh người và nổi da gà đây quý vị nha, nghe kỹ nha. Trong suốt thời gian vừa qua có rất là nhiều ông ở trên cái trái đất này tuyên bố, nhưng đây quý vị nghe kỹ đây. Vào ngày hôm qua, trong bài phát biểu trước diễn đàn an ninh Kiev, cựu tổng thống Mỹ tên là George W. Bush, mình hay gọi là Bush con đó quý vị, ok, tuyên bố chắc chắn 100% Ukraine sẽ thắng Nga trong cái trận chiến này. Và ông Bush này ổng nói Mỹ, NATO, phương Tây có đủ khả năng để làm cái điều này, có đủ đồ chơi, tiền bạc, thực lực để làm Kiev thắng chú Boris. Đây là một cái tuyên bố mà có thể nói là làm cho chú Boris rụng rời tay chân quý vị nha. Tại vì ông Bush này ông đã từng làm tổng thống đất nước Mỹ, và bây giờ ông hé lộ trong thời gian vừa qua ông im ra, bây giờ ông mới tung ra một cái tuyên bố này, coi như là làm chấn động cái cộng đồng mạng vào ngày hôm qua đó quý vị. Rồi chưa hết đâu, đây thêm một người nữa, người này có thể nói là một cái quốc gia giàu nhất ở châu Âu mới vừa tuyên bố đây, vào ngày hôm qua phát biểu sau cái cuộc gặp với những người đồng cấp tại Estonia, Latvia và Lithuania. Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz cho biết là ông ta sẽ bảo vệ từng cm, từng mm của NATO. Trong suốt thời gian vừa qua, chú Boris cứ hăm he nước Anh, nước Pháp, nước Đức, NATO, hăm he châu Âu, đố bộ sắp đúng không? Bây giờ ông thủ tướng nước này, ông nói có ngon thì làm đi chứ đừng có hăm hoài. Chúng tôi sẽ bảo vệ từng mm luôn, chứ không phải là cm nữa, từng mm vậy nè. Đó, ông thủ tướng nước này, ông cam kết với các đồng minh trong khối NATO cũng như là các đối tác chiến hữu là đừng có lo, tụi tôi sẽ bảo vệ từng mm của NATO. Thì lại một cái tuyên bố làm cho chú Boris rụng rời tay chân và nổi da gà quý vị nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung kế tiếp, nó liên quan tới chú Bảy lại nhận một gáo nước sôi vào mặt, da nước Mỹ của chúng ta cũng như vậy đây. Trong suốt thời gian vừa qua, sau khi chủ tịch hạ viện của nước Mỹ, chủ tịch cũ đó quý vị, là cái bà bể lớp xe đó, bà đi đến Đài Loan thì đùng một cái làm cho
làm cho Trung Cộng nó giận dữ và nó chửi bới đất nước Mỹ. Và kể từ cái thời điểm đó thì Mỹ và Trung Cộng đã bắt đầu sức mẻ với nhau và chiến tranh lạnh với nhau. Ok, rồi trong suốt thời gian vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ, Tòa Bạch Ốc nỗ lực để mà đàm phán, để mà nói chuyện lại với Trung Cộng, ông Thạch. Nhưng bên phía Trung Cộng quăng cục lơ hoàn toàn, dội gáo nước lạnh nước sôi vào mặt của chú Bảy, chính quyền chú Bảy và đất nước Mỹ. Họ không chịu đàm phán, họ không chịu nói chuyện, họ quăng cục lơ hết. Cho nên tất cả những cái nỗ lực của chính quyền chú Bảy mà muốn hàn gắn lại, muốn nói chuyện lại đã vô ích. Đây, bao ngày hôm qua, lại thêm một lần nữa, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Lloyd Austin, đang muốn nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Cộng, nhưng họ đã quăng cục lơ. Tất cả các cuộc điện đàm, điện thoại hay cái gì đều không ai trả lời hết. Quý vị thấy không? Dưới cái thời chú Bảy, nước Mỹ của chúng ta lại đi năn nỉ những quốc gia khác mua dầu, năn nỉ những quốc gia khác chơi với mình, năn nỉ những cái quốc gia khác nói chuyện với mình. Đây cũng là một cái thất bại về cái con đường ngoại giao chính trị của chính quyền chú Bảy. 50 năm con đường chính trị của chú Bảy, quý vị sẽ ra kết quả là như thế nào? Thất bại hoàn toàn. Đồng minh thì không còn tin tưởng, đối thủ thì xem thường đất nước Mỹ của chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào nội dung cuối cùng, nó liên quan tới, hy vọng đây là một cái thông tin bà con người Việt cảnh báo củi và lửa nha. Một cái luật mới, nó mới vừa được ban hành và đã ký thông qua vào ngày hôm qua tại một cái nơi mà có thể nói là nổi tiếng trên cái đất nước Mỹ này. Và tất cả những người vòng quanh thế giới khi mà nói tới đất nước Mỹ thì họ liên tưởng tới một cái nơi, đó là thành phố New York, tiểu bang New York. Đây, vào ngày hôm qua, thị trưởng thành phố New York của đất nước Mỹ mới vừa ký ban hành một cái luật. Cái luật này nó sẽ đưa vào ngang hàng với cái luật nó gọi là kỳ thị, miệt thị. Ok, đây, một cái luật mà quý vị có thể nói là không được chê bai cái ngoại hình của người khác. Ví dụ, quý vị gặp một người nào đó, người ta mập quá, thì thông thường, trời ơi sao mà cái người này mập quá, hoặc là một cái người nào ốm quá, trời ơi sao cái người này ốm quá, hoặc là một cái người nào lùn quá, trời ơi cái thằng này nó lùn quá, hôm nay vân vân và vân vân không? Bây giờ, kể từ ngày hôm nay, buổi tối chiều hôm qua là bắt đầu cái lực nó đã bắt đầu hoạt động rồi đó. Kể từ ngày hôm nay, bất kỳ ai ở trong thành phố New York mà dám chê bai ngoại hình của người khác sẽ bị hầu tòa và sẽ bị liệt vào cái tội là kỳ thị người khác và sẽ bị phạt và có thể ở tù quý vị nha. Đó là cái luật mới hiện tại bây giờ tại thành phố New York, và không biết trong tương lai nó sẽ ra bao nhiêu tiểu bang nữa. Nhưng đó là thành phố đầu tiên của cái luật là không được chê bai ngoại hình của người khác, không được miệt thị ngoại hình của người khác. Ví dụ như quý vị gặp một người nào nói trời ơi thằng này nó mập ủ, hay là ô thằng này nó lùn tịt, hay là vân vân và vân vân, quý vị sẽ hầu tò đó. Cho nên bà con cô chú bác please, sau khi nghe được cái thông tin này bấm nút chia sẻ nha, để người Việt của chúng ta vòng quanh đất nước Mỹ này cập nhật được cái luật mới này để tránh ra hầu tò, tránh ra bị phạt, bị trả giá vì mình chê bai người khác, hay là vân vân và vân vân. Quý vị ơi, gây cấn quá. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ hai, tôi này cập nhật và chia sẻ những các thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Ukraine, tình hình của đất nước Mỹ. Thì tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ nha. Đó cũng là cái cách mình chia sẻ với cộng đồng. Và bà con cô chú bác nào chưa nhấn cái nút đăng ký á, bấm vô cái nút đăng ký để nhận được những cái video mới nhất trong channel của Tony Lê, cũng như là ủng hộ tinh thần cho channel quý vị nha. Have a good day. Thank you.